Chú trồng mén từ khi nào chú? Trồng từ tháng 8. Năm lâu rồi, 6-7 năm rồi. À, cái mía là vì cây lớn như thế này thì mình bán bằng sỉ nó khác, thế bằng lẻ nó khác. Bằng lẻ người ta lựa cây to từ 12.000 một cây. Ví dụ mình bán sỉ là 8.000, 7.000 gì đó một cây đó. À, mình bán hết một bó bao nhiêu. Thế à, là cây mía nhỏ thì mình bán lẻ rầy, mẹ họ cũng vẫn lấy. Giờ cây mía mà làm thì nhẹ hơn làm lúa. Làm lúa nó vất vả. Bây giờ mình cắt rồi phơi về rồi đem về nhà mình phơi nó khó khăn. Cây mía mình cắt đi, mình đem ngoài đường nó bán. Một hay là họ ở xa xa đi lấy xe tải á, phải chở. À, nó lấy mấy họ đông người đó, tập trung cho ngoài đường đó, để lấy ở chỗ đó thôi. À, rồi sau này tôi yêu cầu và em cùng khuyên nông nhà nước để phân tập quân cho dân làng để lấy muối làm mía như thế nào, cách trồng như thế nào, bón phân như thế nào, phun thuốc như thế nào để dần để bắt chước. Còn tôi là thường thường tôi cũng đi tham quan Tây Phú Thọ, lấy cái ông đó là trước nó cũng làm bộ đội, làm cái chính binh á. À, làm cái chính binh, bây giờ nghề mình đi bán ở ngoài đường thì thấy nó trồng mía 6 sao. Trước đây nó cũng làm ca, làm quà thất bại lắm, làm mía mà được hơn. Nó nói thế, tôi đi khỏi xong rồi tư vấn cho mình cách làm, cách bón phân để đem để tới bây giờ tập dần để mình làm. Giờ mấy họ cứ đánh hố như thế này mình không biết. Còn trước đây tôi cũng làm chỗ một chỗ đây thôi, là một năm trước người ta trồng ít á, mình trồng trước á thu 60 triệu, à chi phí hết rồi còn 48 triệu. Còn một tí mình xây được cái nhà tăm về nhà cầu vậy đó. Đó thế tôi thấy cái cây mía đó mình bán thu được một năm tôi mới đạt, tôi mới làm nhiều, làm 4 sau 5 sau 8 sau vậy đó. À, tôi tin thì làm mía thì nó đắt hơn, giá cả nó ổn định. Còn nếu có chuyện tết thì mình mở rộng ra, giờ không có chuyện tết thì mình trồng bao nhiêu này thôi. Gia đình có cái đất ruộng đây là 2 sào. Mà hồi xưa thì gia đình trồng cây lúa. Thì qua mình trồng cây lúa thì cái đất ở đây thì đặc thù của địa hình ở đây thì thiếu nước. Với lại khô, mùa khô thì khô. Là với cây lúa thì không phát triển được, năng suất kém. Thì gia đình bắt đầu là chuyển đổi trồng cây mía. Sau cái trồng cây mía đó thì gia đình thấy cây mía nó phát triển tốt, phát triển đẹp. Sau qua cái thời gian trồng thì mình gia đình cũng đi bán, rồi thấy cây mía đây thì nó năng suất cao hơn cây mía là gấp từ 4 đến 5 lần. Là gia đình thấy thế thì cứ năm nào gia đình trồng cây mía luôn. Thì về trồng thời gian trồng cây mía đây á, thì gia đình trồng từ tầm tháng 9, tháng 10 là bắt đầu trồng. Rồi là thời gian thì cũng từ 10 tháng
thì mới thu hoạch. Thì thu hoạch thì là được thu hoạch. Như cái cách trồng ấy thì gia đình trồng theo theo hố, theo hố. Thì khoảng cách hố là từ 1m1 đến 1m2. Một hố như vậy là trồng là từ 2 đến 3 ngọn là trong một hố. Mà cứ 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 trồng, cứ bỏ cái ngọn đó vô hố thì chừng nào mà nó lên để nhanh á, để nhanh nó phát triển cao á, rồi nó nảy mầm nên bỏ phân phân chuồng á. Thì đầu tiên thì bỏ phân chuồng rồi ủ hoài á, ủ hoài mục á, thì sau này mình cũng bỏ thêm phân phân hóa học nữa, như phân là NPK chuyên dùng về cây mía đó. Thì mùa khô thì mình gia đình cũng tưới tưới mùa khô cũng tưới 3 đợt, tưới 3 đợt cho cây mía đây. Thì gia đình ở đây thì gia đình hay tưới bằng bằng máy, bằng máy. Giờ mình tưới thì nói chung mùa khô thì mình phải tưới đậm. Có nước ở đây thì do đây thì có múc hồ đó, múc hồ để gia đình tưới bằng máy rồi tưới tưới đậm. Như vậy là mùa khô mình tưới 3 đợt. Do mình bán như mình đây, mình làng nho một nho hai á, mai bán ở chỗ đầu làng á, đầu làng thì có xe khách xe này nọ qua lại á. Thì có khách hàng là bên như vậy đó. Năm ngoái thì thu 2 sào như vậy là 30 triệu. Còn gia đình cũng bỏ ra mua phân là 3 đợt, 3 đợt là mỗi đợt bón là 1 triệu, 3 đợt là 3 triệu, khoảng 3 triệu phần phần bón hóa học. Còn phần phân chuồng thì gia đình là tự có. Trước đây là anh trồng lúa, bây giờ anh trồng mía. So với cây lúa thì mía nó ấy hơn, cao hơn, so với nó đặt cao hơn, thu nhập thì nói chung là được hơn so với cây lúa. Năm nay, năm ngoái vừa rồi á, năm ngoái thu nhập được 25 triệu một năm. Nếu bán lẻ thì có cây cũng có một cây là 10.000, còn bán sỉ thì nó khác, 7-8 ngàn gì đó một cây. Anh trồng tất cả là 2 sào, 2 sào mía. Trước đây đất đây trồng lúa cách đây 2-3 năm gì đó, là sau đó tôi thấy cây lúa phát triển kém, rồi sau đó tôi lại trồng cây mía, phát triển là tốt hơn.